thưa quý vị việc dùng những chiếc túi ni lông bọc thực phẩm rồi cất chữ trong tủ lạnh không phải là điều xa lạ đối với các bà nội trợ tuy nhiên thói quen này có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe mà đây là điều không phải ai cũng biết Do các chuyên gia thực phẩm ở Việt Nam, túi ni lông thông thường được làm từ các loại nhựa tái chế. Vì thế, nó không đảm bảo an toàn vệ sinh khi chứa đựng thực phẩm tươi sống, gây ra nhiều nguy cơ nhiễm trì và candium. Chưa kể đến việc sử dụng túi ni lông để gói bọc thực phẩm nói chung còn dẫn đến khả năng thôi nhiễm chất độc, lây nhiễm vi khuẩn ở chợ và thực phẩm gây hại cho sức khỏe khi chúng ta hấp thụ vào cơ thể. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chứa thực phẩm vào các túi vừa đủ dùng cho từng bữa, tránh tình trạng giã đông nguyên khối thức ăn mà chỉ cắt ra ít rồi lại cấp đông lại. Bởi thực phẩm dù cấp đông lại nhưng độc tố tụ cầu đã chết ngấm vẫn vào thực phẩm, khi nấu chín vẫn có thể gây ngộ độc. Cách tốt nhất là không nên bảo quản thực phẩm bọc trong túi ni lông trong tủ lạnh một khoảng thời gian dài, vì khi ấy chất nhựa trong túi ni lông có khả năng tan ra cao hơn, đặc biệt là đối với những sản phẩm chứa nước, muối mặn, axit và chất béo.